cổ rất dài. Đấy, cổ rất dài, rễ rất tơ. Hàng quá đẹp. Đấy, mọi người. Đấy, cái lô hàng này. Được kính chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục về một lô nhân sâm. Cái lô sâm này là một lô sâm hoàng gia, mà chắc là em về lô sâm hoàng gia này là lô sâm lớn nhất của em từ trước đến nay. Đó, thế loại này thì nó là một lô sâm mà nó thật sự mọi người là nếu nó đúng chính xác thì giá của nó vừa tốt mà hình thức của nó lại vừa đẹp và độ tuổi thì lại cực kỳ già. Cái lô sâm này thì nó sẽ được chia làm hai size. Một size là khoảng tầm cỡ 80 cho tới 100 củ, và một size thì sẽ là từ khoảng tầm 60 cho tới 80 củ. Đó. Thì cái hàng này thì mọi người có thể nhìn, em sẽ quay, em chọn một cái góc quay cho mọi người xem. Nó thật sự là rõ ràng và đẹp nhất. Cái hàng này thì rất đẹp. Đó. Cái ma sâm này, một trong số những cái lô sâm mà em phải gom khoảng tầm cỡ gần một tuần thì mới đủ hàng để cho một chuyến này về, và xác định là một trong số những chuyến sâm mà về bán cho mọi người với cái giá tốt nhất. Bởi vì em gom số lượng nhiều nên là được với cái giá nó tốt, nên là về bán cho mọi người cũng thật sự là tốt. Ở cái chỗ là sâm vừa già, vừa thơm, vừa ngon, rồi lại còn cực kỳ đẹp. Cái hàng này thì nó cổ nó rất là dài mọi người ạ. Nó dài và nó rất là rụt rịt. Ở cái chỗ là những cái cổ này, mọi người có thể nhìn này, cái cổ này nó dài, nên nó dài như thế này. Và nó rất là rụt. Nó rất là rụt rụt. Nó rất là rụt mọi người ạ. Đấy, nó rất là nhiều đốt mắt. Đấy. Quay cho mọi người xem. Cực kỳ nhiều đốt mắt luôn. Đấy, ở trên tay em đây. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, rất là già và đẹp. Hàng này mọi người nhìn, một cái củ sâm rừng. Đấy, như thế này mà ở bên Hàn Quốc mà người ta đào cái cùng hai bên Triều Tiên mà người ta đào cái sâm rừng như thế này này thì cái giá thành của nó rất là cao đấy. Đấy, ở bên đấy người ta rất là ưa chuộng sâm. Đấy, có những cái củ sâm mà nó bé như này mà do là cái quá trình gom và người dân ấy thì người ta đào, và ông chủ cho đào trên rừng ấy, là người ta đào nhanh quá nên là người ta có những cái củ bé này người ta cũng lấy luôn. Đó, như cái loại nhỏ này thì nó sẽ như loại nhỏ này thì hàng này thì có thể là bốc xô. Bốc xô thì có thể dính một vài củ như này thì không vấn đề gì cả. Nó chỉ quan trọng là nó già thôi. Nó ngon mà đủ cân đủ số lượng cho mọi người. Nhưng nếu mọi người muốn chọn và lọc thì em sẽ vẫn chọn và lọc cho mọi người. Đó, liên tục hàng rất đẹp. Hàng này sẽ có vân sâm rất rõ ràng. Đấy, trên tay em đấy, những cái củ sâm vân sâm rất đẹp. Đây, mọi người nhìn này, dễ đẹp cực luôn. Có hàng này mà lên bình thì nó thật sự là quá tuyệt vời. Hàng này mà thả bình thì ngâm không thể chê được đâu. Vừa cổ rất dài. Đấy, cổ rất dài, rễ rất tơ. Hàng quá đẹp. Đấy, mọi người. Đấy, cái lô hàng này thì nó thật sự là nếu để mà gom được một cái lô to như thế này thì cũng phải cần đến 2-3 ông chủ mới có thể ngậm gom được để cho về Việt Nam. Hàng này thì nó già, thơm và không bị xốp. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên. Và cái hàng này này thì là trong cái lúc là người ta nó đang lên mầm thì người ta đi khai thác được nhiều, thì là người ta sẽ bẻ cái cây đi rồi. Cái cây ấy thì là người ta sẽ làm rau ăn luôn. Thì người ta bẻ ở phần bên trên và người ta đào lấy củ, người ta là làm rau ăn. Đó, còn đâu cái củ thì mình mua. Đó, cái chỗ này thì em về tổng là 200 cân. Số lượng rất nhiều. Đó, đây. Đẹp mà thơm lắm mọi người ạ. Đấy. Đổ thùng ra thì nó thơm phức. Đó, trên cái củ sâm bên trong ruột rất trắng, nhưng cái chỗ này nó gãy mất một cái rễ này. Hàng này thì nó tươi mới, về Việt Nam gần như là khi mà bỏ ra kiểm tra ấy, thì gần như không có củ nào bị hỏng cả. Đến cả cái đầu mầm này vẫn còn xanh và rất là tươi. Đó, một cái củ sâm đây. Trên tay em đây mọi người nhìn. Đấy, có những cái củ như này, sâm dài, già và rễ tơ đẹp. Đẹp như sâm, những cái lô sâm hoàng gia 5-6 triệu. Đấy, nó còn có thể là có những củ còn đẹp hơn luôn. Đó, mà giá cái lô này rất là tuyệt vời mọi người nhé. Nếu trên tay em đây, như cái lô này, nếu mà chúng ta bốc xô
thì sẽ là giá 1.800.000. Còn chọn thì 60-70 thì sẽ là 2.000.000. Còn nhỏ hơn một tí thì là 1.650.000. Đó. Đấy, giá rất là yêu thương để cho mọi người chơi. Cái lô này nếu mọi người không nhanh tay thì chắc là em chỉ đăng video lên em chỉ bán được khoảng 2-3 ngày là hết rồi mọi người ạ. Đó, liên tục. Hàng thì quá đẹp, đẹp có những cái cục đẹp lắm. Nếu mọi người cứ thích bốc xô như thế này thì theo em ấy là mọi người cứ bốc xô là nhanh nhất. Cứ bốc xô như này là đẹp, thơm, ngon. Không phải ấy, nó sẽ lẫn từng củ một. Còn tròn to ấy, thì tròn to nó sẽ có những củ to như này. Tròn to nó sẽ có những củ to như này. Về mà lên bình thì không chê đi đâu được. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Đó. Hàng này thì thật sự nhìn rất là mê luôn. Em khi mà em xem ảnh ở bên kia thì em đã thích rồi, mà bây giờ về Việt Nam rồi nhìn cái chất lượng của nó em lại càng mê hơn. Có những cái cục mà dài để mọi người đốt nó rụt rịt luôn. Đấy, mắt nó rất là nhiều mắt, nhưng mà để mà nói nó rụt như thế này thì rất là khó mà chúng ta có thể mà mua được những cái lô sâm đẹp và giá thành nó lại hợp lý như này. Đó, đấy mọi người nhìn đấy, ba quát trong điện thoại video 200 cân. Đó, nên mọi người cái này nhá là em phải gọi mấy ông chủ và cũng rất là nhiều người đi khai thác thì mới được cái số lượng nhiều như thế này để về Việt Nam, và giá thì rất tốt rồi để mà nói. Đó, chưa bao giờ có một cái lô sâm hoang dã nào giá tốt như thế. Đó, ở đâu ấy, ai có nhu cầu ấy, thì mọi người liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0368 950 889, hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy, hoặc mọi người gọi vào số 0941 632 236 để có những sự lựa chọn mà lô sâm hoang dã đẹp như này và tốt như này mọi người ạ. Đó. Còn đâu thì video ấy thì em cũng xin qua đến đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau ạ.